Ngô bếp xin kể đến các bạn một cái món ăn nhân dịp 20 tháng 10. Đó là món ăn rau muống sao tỏi. Và đây là những hạt tỏi đầu tiên. Và chúng tôi nhân viên chúng tôi là một giúp cảm nhận anh đâu vậy đó. Và đây là người giúp việc của anh Trần Văn Lộc. Ủa ba đời tao khổ quá. Anh ta đừng có đảm giá. Và đây là công đoạn thứ hai. Anh ta đang chiên vào một tư thế thật là hào hùng như thế này. Không, Lộc đang xin cả mấy quay hình ảnh xa đó. Người cho bắn vô mình quay. Anh Lộc đang kêu anh Lộc đang tranh nhau. Anh Lộc đang tranh nhau. Nhiều khi phải hai chuyên gia đang vật lộn với món ăn. Đang tranh nhau để chiên rau một bữa nhậu 20 tháng 10. Xin quý vị thứ tư thưởng thức sẽ món. Thưa Lộc ơi. Hôm nay là dừng gương mặt chuẩn bị chơi dầu. Liêm cam ra tới xã. Đây là cái điều sao rất là điêu luyện. Mà có một đọc ở bên đó. Đọc mùi lọc kiến. Phải giới thiệu cái công đoàn này đi chứ. Đây là công đoàn lắn rau. Và tiếp theo lắn rau là xào rau. Đào khó quá. Xin lỗi quý vị, vì như khách sạn của tôi rất là tốn kém về mặt vật chất nên phải dùng cái chảo nhỏ để mà chiên rau. Đéo lại đi. Rất mà rất tốn kém về mặt vật chất luôn mà. Cứ 30 phút chúng tôi chiên được một nhúm rau. Và mỗi nhúm chỉ dành cho được một người. Mà khách sạn chúng tôi đang học hiện tiệm 500 người. Anh Lộc có khả năng là tay sẽ rất cơ. Và khách mời danh dự và đặc biệt. Chúng tôi đang lia cam ra tại vì khách mời quan trọng của buổi tiệc. Anh đã đợi từ ngày hôm qua. Nó lâu ra. Xin đăng cho ý kiến với buổi tiệc hôm nay. Tôi thấy thì khách sạn thì không được rồi, nhưng món ăn lâu quá đề nghị bấm trái đi. Địch mèo kẹt từ từ. Ăn ăn thôi đi. Về ăn ăn thôi. Về. Sau đây chúng ta sẽ đến với các món ăn. Tôi xin giới thiệu đây là món sao chuối và món phi tiền 20.000 một tháng. 20.000 chị. Vậy mặt qua đây cười cười. 20.000 chị một tháng. Vâng anh chị, con gọi là gì đấy? Phí tiền. Phí tiền chịu đấy. 20.000 anh chị chồng phải thôi. Đúng mà ăn một dân nhau đọc ăn thì chị phải thôi chứ nhỉ. Đây là công đoàn miễn điện nên chuẩn bị xin ông quý vị hãy liên hệ về nhà mà làm. Thì công đoàn gia vị là một công đoàn rất quan trọng. Có khả năng Lộc sẽ làm món muối rau muống. Rau muống sao muối. Cái này vị tính vô. Quê anh ta đang thật là cực thấu tới thấu ngồi về đam mê ấy. Anh ta rất là đam mê về một cái điện thoại cảm ứng. Có vẻ đang làm sạch máy điện thoại của anh cảm ứng. Đây là một vị khách trong lúc chờ đợi món ăn. Điện thoại của anh cảm ứng ở kính còn của người ta ở màn hình. Không chừng mà một cảm ứng ở Tờ lý mất rồi, được rồi, tờ lý xin lại gì à, nó bị phò lại. Địch mẹ từ từ. Được rồi, chỉnh rồi, thôi đang chỉnh sao to. Nghiên quan tỷ, tại công đoàn đưa rau ra chứ. Chết ta chỉ đúng.
nóng hết nóng rồi. Nó mừng sâu tồi sống sống về tay luộc. Quái thứ thứ sát lại cái luộc. Và đây là món rau mùng muối của anh Văn Lộc. Thôi đã cho mô mô ghê đó. Được. Được. Mặn lắm. À, đấy cũng phải là mùa mà là kìa. Được. 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 Thử lần thôi, thử lần thôi. Sao nhái nhái vậy chứ? Và chúng tôi xin kết thúc chương trình tại đây. Tạm biệt hết. Để nó quay mệt bụng.